Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu với một tựa game mới và rất là hay. Một tựa game ở trên Android cũng như iOS đều có. Đó chính là cái Gold Butter anh em ơi. Nó khá là giống với một cái tựa game ở trên PC, ở trên cái gì nhỉ? Trên Steam. Và trên Steam thì họ sẽ mất tiền, mất mấy trăm nghìn để mua game này ấy. Game này ta có thể đánh nhau, đánh với các bạn hoặc là đánh với online trên mạng. Thì chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đánh gold vào trong cái lỗ thôi. Và ai ít gậy nhất là người sẽ chiến thắng thôi. Đây thì mình đang luyện tập một xíu. Nó đang hướng dẫn mình. Nó sẽ có nhiều màn chơi rất là hay. Đây, ví dụ mình đang là người chơi bên này đây, cho anh em có thể thấy được là hiện tại ta đang ở đâu. Anh em, từ mình sẽ cho tiếng nó nhỏ đi một xíu nhá. Tiếng nó sẽ hơi to đấy. Ok. Đấy, rồi. Bây giờ tôi sẽ hết lực rồi. Một. Ôi xồi ôi, hơi tệ ta. Bây giờ mình sẽ đánh kiểu gì đây? Đánh hết lực lên đây lên. Nào. Ok. Hết lực. Tốt lắm. Chắc là tôi sẽ mất khoảng 3 gậy thôi anh em ơi. Căn lực nha. Rồi, 3 gậy. Mình đang đứng 3 gậy. Bây giờ kia là 5 gậy anh em ạ. Thằng Arasta, Nick với thằng Rowest kia. Nó có sẽ có nhiều loại quả bóng gôn, nhiều loại gậy đánh gôn khác nhau để cho anh em sưu tập. Khá là hay, giải trí nhẹ nhàng. Đấy chưa? Thằng Arata 7 gậy. Woo. Đánh theo hướng chéo chéo này thì nó sẽ nhảy lên bên kia đây anh em ơi. Đôi, nó gọi là hoàn hảo. Mình sẽ chắc chỉ có mất khoảng 2 gậy thôi anh em ơi. Mình sẽ cố gắng đánh nó mạnh lên một tí xíu như thế này ạ. Rồi ôi, 2 gậy, tổng cộng là mình đang là 5 gậy sau 2 màn. Wow, quá hay. Bọn họ đang kiểu chật vật. Mấy thằng này đang chật vật để có thằng như rơi ra ngoài sao ấy. À không. Đây. Ready. Ui ồ. Đây. Thế thì thẳng hướng anh em ơi. Thẳng hướng thôi. Xem nào. Lệch ra một tí. Đúng rồi. Ô. Quá đẹp luôn anh em. Hay quá. Và tôi sẽ để khoảng lực như thế này. Ôi chết rồi. Mình chết rồi. Thế mới điên chứ, tại sao nảy có tí nhỉ? Rồi ba gậy, mất một gậy, ngáo thật. À, mình bị bắn lên cái thành anh em ạ. Ui rồi, mình là 8, thằng kia là 14 gậy. Mình vẫn cách nó khoảng tầm 6 gậy đây anh em. Mấy bọn sau thì không thèm chấp rồi. Vẫn vào được 18, 14, 16. You win. Hay phết ta. Cái này sẽ kiếm được tiền. Rồi chúng ta sẽ basic chest này. Chúng ta sẽ mở cái chest này luôn này. Ra xem trong này có gì. Unlocks. Mở luôn nhé. Đầu tiên nó đang free. Chúng ta sẽ có Gold Spatter, có gậy, có uầy, bóng mới. Ui, bóng mới đẹp thật sự anh em ơi. Chúng ta sẽ thay custom. Cái này thì power, độ chính xác. Cái Gildelin là cái gì ta? Không biết là cái gì luôn. Nhưng mà mình sẽ thay bóng. Bone. Quả bone mới anh em ạ. Nó tên là Triber. Nhìn này, đẹp thế. Quả bone Triber các kiểu. Friend, chúng ta cần phải đăng nhập tới tài khoản Facebook thì sẽ có mặt mình đấy luôn. Dĩ nhiên. Ok anh em, đợi một xíu. Để mình tắt cái này đi đã. Tranh thủ là mình sẽ nhập cái mật khẩu mình vào đã anh em. Đợi xíu nha. Game rất là hay. Đấu với toàn thế giới luôn. Mà còn free. Ok anh em, đợi mình xíu. Mật khẩu. Cái này phải gửi cả mật khẩu nữa nên nó khó chịu vãi lều ta. Thề. Hy vọng là sẽ ok, sẽ nhanh thôi. Anh em đợi xíu vậy. Rồi, chắc được rồi đấy anh em ạ. Bắt nhập mã. Xong tôi rồi. Không có mã rồi. Nó gặp phải sự cố này. Gửi cho tôi cái mã qua tin nhắn văn bản này. Tiếp tục này. Đấy. Gửi tin nhắn nào. Gửi nhắn nhập vào cái. Mình còn đăng nhập phát. Đăng nhập vào cái nào. Đâu rồi. Tin nhắn chứ nhỉ. Đây rồi, có tin nhắn rồi. 856730. Ok. Sorry anh em, mình nó hơi lâu nhá. 856730. Được rồi đấy. Chắc là được rồi đấy anh em. Ok, mình đăng nhập vào chính cái tài khoản gốc của mình. Rồi, đấy. Đâu rồi? Mặt mình đây ạ. Ấy, sao quang ta? Không vãi lều. Mình thấy là thành mà, tại sao ghi là quang? Open, free. Nó tặng mình một cái
90 coin. Mình có thêm một cái quả bóng mà tên là Party. Khá là đẹp. Có nhìn thấy các màu này, nhưng không, mình không thích bóng này anh em ạ. Mình thích bóng chết rồi. Đây là cái tài khoản mình chơi cũ rồi. Chính xác rồi, thảo nào mình không được. Ok đi. Rồi, chúng ta sẽ chơi chế độ Classic nha. Level 3 sẽ có mở ra màn mới. Có khá nhiều màn ở đây, anh em có thể tìm hiểu được. Rồi, chúng ta vẫn ở cái này mà mình đang ở level mấy đây. Chúng ta đang ở chế độ là Classic, nhưng mà đây là màn mấy. Ồ, Isaac này, có cả Việt Nam này anh em. Có Việt Nam này. Ghê phết nhờ. Lực cực mạnh này anh em. Rồi, ok, let's go boy. Ui, cái màn này dã man thế. Hướng này, đúng rồi. Let's go. Hết tốc lực. Ôi giời ơi. Hơi vui, hơi buồn. Mình được 4 gậy anh em ạ. Ố quả lê kìa. Francesca, Hugo, Isaac. Việt Nam kìa, Việt Nam đang 5 gậy. Căng nhờ, cái này đấu online đấy anh em ạ. Không phải đơn giản. Để có thể thắng được time out hết thời gian. Ready, sẵn sàng. Ui, cái gì đây? Hướng này anh em ơi. Hướng này đúng rồi, chính xác. Ôi giời ơi. Một cái hướng rất là tệ. Vỡ mồm rồi. Chết rồi, mất một gậy rồi. Ngáo rồi. Ok, 4 gậy. Mà mình đang vẫn rất đầu. Hơi ngáo, mình mạnh quá, mình bay ra ngoài vườn anh em ạ. Đen thật sự luôn. Ok, khó phết ta. Ten, ôi. Khó nhỉ. Chết mẹ. Thế nhục. Mình đang đứng thứ hai rồi anh em ơi. Buồn quá. Buồn quá thật sự luôn. Đứng thứ nhất này. Ô, hay thế. 17, có thằng 17 cơ. Lê có 9 rồi. You win ạ. Ô, mấy thằng kia bỏ cuộc à. Ngon ghê. Hugo này. Ây da. Isaac này. Chat này, mình có chat được này. Good game. Để cái mặt này cái nhìn trông mẹ dị hãi lều. Được, 2-2-2-2. Finesse Forest. Cái này nó không có nhiều quảng cáo lắm, chơi rất là tốt. Anna, Gin, James, Valagery gì đấy. Đây, vẫn là cái map ghẻ lờ hắc lào, lang ben này. Nó gọi là hợp lý. Cái này mình có kinh nghiệm rồi anh em ơi. Cái tôi có kinh nghiệm rồi. Vừa... Ôi chết rồi. Thế này thôi. Tốt, có 3 gậy thôi anh em ạ. Và mình đang dẫn đầu. Hiện tại đang dẫn đầu này. Căng phết nhở. 3 gậy, 4 gậy. Mình xem 5 gậy. Ngày 6 gậy. Kinh nhở. Ngay trận đầu tiên ở đây khó thế này rồi à. Đây, ok. Tàu xanh chán ghê. Đen đủ rồi. Vào luôn ạ. Cái trời gì vậy. Vào luôn ạ. Hay nhỉ. Mình cứ tưởng vào đấy là mình sẽ thằng kêu kìa. Hay lắm ấy. Vòng qua đây. Ok, phải căn anh em ơi. Căn. Hợp lý nhờ. Ai chà chà. Cái này nó sẽ mất hơi nhiều nhá. Chúng ta đứng thứ 3 anh em. 10 giây. Rồi, vẫn đứng đầu tiên. Vẫn là càng. Hình như một màn có 3 trận rồi. Và time out, hình như mình vẫn nhất. Win. Vô địch thế giới. Sợ thật sự luôn. Uầy, được một cái gì đó, một cái adventure gì đó này. Mất khoảng 8 giờ để unlock ra anh em ạ. Khoảng 48 game, nếu mà anh em có tiền là sẽ có thể mua được. Shop này nó bán gì không? Nó bán gậy mới. Bán hòm mới. Wow.
gậy mới thì nó có tác dụng gì không? Cái Gildelin là cái gì ta? Gildelin, mình không biết cái Gildelin đó là cái gì. Mình sẽ Google dịch phát. Gui à? Có phải không ta? Gildelin nè, ơ, thế rồi. Nó là cái hướng dẫn hay là cái gì ta? Không hiểu luôn. Chẳng hiểu nó là cái gì luôn. Nhưng mà mình thấy nó hơi bị phí phạm nếu ta mở cái này ra. Có lẽ là ta sẽ quay trở lại cái home và mình sẽ thử mở cái này ra phát để xem luôn. Trong này có cái gì? Oh, wow. Gậy Forest Butter. Đấy, gậy đánh trong rừng à? Ping. 225 vàng và thêm 5 game. Ok, tôi có thêm cái gậy nữa nhưng mà thôi, có lẽ là không nhất thiết là phải dùng cái gậy đâu. Tôi có bóng mới, có bóng Mỹ này. Việt Nam xuống bóng Mỹ ạ, dị thật. Nhưng mà nó đẹp, bóng Mỹ thật sự rất là đẹp. Đây anh em thấy không? Có bóng đây. Ui, đẹp thế nhờ, classic. Có, mình đang level 2. Level 3 thì tôi mới chuyển sang được cái unlock được cái Rocky Mountain này. Chiến cái này trước. Mình đang nhất một lần rồi. Mình vô địch một lần rồi. Nên chúng ta sẽ cố gắng là vô địch thêm, à 2 lần này. Bonnie, Hot Girl này. Daniel Bonnie, không biết là tên của nước nào ta. Chết tiệt, chết rồi, chết là ngu rồi. Con này ngu rồi đấy. Ôi, thôi xong rồi rồi. Tôi đứng cuối cùng luôn ạ, 5 gậy ạ, thôi xong rồi. Ở đây sẽ có cái đường thẳng lên. Nó gọi là gì đó rất là hợp lý luôn. Rồi, chúng ta đang tạm thời đứng lên nhất. Không biết là như thế nào đây. Thằng cái 7 gậy cả. Đáng sợ nhỉ. Mình tốn khá nhiều gậy cho cái này. 10. Hiện tại tôi lần thứ 2. Một cái hết thời gian. Một thằng hết thời gian anh em ạ. Đây là cái cơ hội cuối cùng này của chúng ta đây. Cơ hội cuối cùng này của chúng ta đây anh em ơi. Nó gọi là hợp lý nhỉ. Vào đi. Nhẹ nhàng. Mình đang nhất. Ôi thôi, thằng khách kia nó còn được khỏe hơn mình. Thua, chạy thua rồi. Ôi trời ơi, thua rồi. Đứng thứ 2 thôi anh em ạ. Hơi buồn. Chắc chắn thứ 2, cái lúc đầu mình mất nhiều gậy quá. Mình mất tầm khoảng 2 gậy ở cái lúc đầu tiên ấy. Awesome, trời ơi. Được 150 vàng. Level 3, collect thêm được 20 game. Basic chest. Cho sẽ mở khóa được cái Rocky Mountain này. Chiến anh em ơi. Thắng sẽ được 500 game cho một phát Rocky Mountain này. Đánh ở cái vùng núi đá. Khá là gớm nha. Xin cát à. Ok. Chúng ta vượt qua nó khá là dễ dàng ta. Rồi, chúng ta 4 gậy thôi. Bọn này không biết là bao nhiêu gậy, mình vướng cái cát. Lợn 7, 7, 7, 6, ok, hay lắm. 7, hết 7 gậy luôn. Cửa này khó hơn rất nhiều nha anh em. Phải nói cửa này khó hơn cực kỳ nhiều. Let's go. Có cát nha anh em. Đây. Chết tiệt. Cười khó thế à? Hay, vẫn là hay. Rồi hay thế nhỉ? Mình căn vẫn được 3 gậy. Tới thiểu vẫn được 3 gậy, mình đang dẫn đầu hơn đằng kia khoảng 5 gậy. Hết tốc lực. Không, vừa này thôi. Vãi lều thật sự rồi. Cho nhẹ nhẹ đây vài này.
Dòng hết tốc lực lên anh em ơi. Hết tốc lực. Hết tốc lực ra cái, ra thoát khỏi cái chỗ đống cát này cái này. Can lượt. Rồi, cũng được. Cửa khó thế nhỉ? Phải nói cửa mắc khó luôn. Tại vì nó có cát. Rocky Mountain nó có cát anh em ạ. Anh em phải để ý kia xem có cát kìa, các kiểu kìa. Ôi trời. Không sao, đằng nào thì cũng sẽ thắng. 12-20 chúng ta đang gọi là quá là time out rồi. Quá là tốt rồi. You win, hay quá. Yes, 500 gold. Ui, một cái basic chest à. He he. Thanks. See you again, hẹn gặp lại. Cái này đánh hay nhỉ. Ok thì chúng ta sẽ cứ mê nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.